bác chuẩn bị đai r cộng 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 cộng. Cho anh biết khả năng của mình là đi solo sự quá thì tất nhiên là không bằng anh em trên live stream rồi. Tại vì anh em đá chim dữ quá mà, anh em còn nứt không à. Ôi trời ơi. Được, tôi biết điều đó mà anh em, tôi biết điều đó, tôi biết bản thân mình điều đó. Nhưng mà tôi vẫn chấp nhận nha. Chấp nhận. Chứ bây giờ team 4 thì team 1 thì dễ quá. Đối với tôi là đi ăn cáp đi. Đi solo sự quá 1 con 4 rồi mới hay. Nhìn bác y chang con bot di động vậy bắn là đai ha 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 ha. Được. Thôi, thứ mà mình cần là thể hiện cho anh em nó coi. Chứ mà mỏm làm gì nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? Được rồi. Được rồi. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Mày cứ chờ tao á. Ngồi live stream rồi bắt đầu thọc tới, thọc lui, rồi trốn chui, trốn nhủi. Chờ mấy pha không có súng rồi. Spawn luôn. Spawn luôn. À, cầm chủ liên đề cho đề đúng rồi. Một double kill. Hiểu chưa mày? Thấy tên tao rồi chứ gì? Hả? Thấy tên tao rồi đúng không? Thấy tên tao rồi đúng không? Bắt đầu bật livestream lên coi đúng không? Tới đi. Come on yeah. Anh thích gì đó. Được rồi, anh rất thích gì đó. Come on. Anh thích gì đó. Anh thích cái cách mà tụi em bật livestream lên tụi em coi á. Anh rất thích gì đó. À, anh chơi là người chơi là rất là nét. Và anh thích gì đó. Yeah. Thử đi mấy thằng em. M1014 bây giờ là phế rồi. Thể hiện bây giờ thể hiện thôi, im lặng thể hiện thôi. À, anh em nào thích ra kèo đây, đây đi solo squad luôn nè. Anh em thấy không? Tôi bây giờ mà vào nhà một cái là nó bu tới một đống rồi. Thôi tranh thủ xuống khu cư. Lên nhà chốt. Đều. Có người sắp bên luôn. Hai thằng luôn. Em rất yêu quý anh tuy anh bắn như ạc mà được cái hay xạo L em hối hận khi xem anh yêu anh gấu của ai chứ không phải của em bác kỳ bích đỏ. Hiểu chưa? Cú thì chết chung cho mày, cú thì chết chung đi, cú thì chết chung cho mày. Cú đi. Triple kill. Đi thằng em. Một. Biết cảm giác đâu không? Hả? Biết cảm giác không? Cảm giác đó là gọi là người ta gọi là chưa đủ trình á, hiểu không em? Chưa đủ trình. Solo squad là phải đi. À, có hàng luôn. Được rồi, tối đi em. Mới 4 thằng kia xong rồi, 2 4 thằng mày tối luôn đi. Được rồi, anh thích điều đó đấy, anh đang thích điều đó đấy em ơi. Bốn tụi mày xong rồi thì bốn khác tới. Cứ tới một lần luôn cho nó nhanh. Anh rất thích luôn, anh rất thích. À đang thích à. À đù. Ngồi đừng có ngồi rình nha em nha, đừng ngồi rình nha. Anh không có thích điều đó đâu. Anh thích là những cái chàng trai mà gọi là mãnh liệt thôi. Úi. Đù, gớm ta. Hôm mơ luôn hả? Gớm gì trời. Trời chạy có trời tở dữ trời. Được, có trình đấy thằng em. Được, bốn thằng mày có trình đấy. Top 1 bố 10 kill nhận 1-0-0. Từ từ, quan trọng là cái lực lượng này nó đang coi livestream nó lên đã em. Từ từ, em yên tâm đi. Em yên tâm anh cái lấy góc đó đã. Từ từ, súng này hơi yếu. Được. Mày được, tụi mày được. Có trình đấy, tụi mày có trình đấy. Bốn thằng mày có trình đấy. Được. Cho tao xíu. Bác X săn hả? Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em nhiều. À, đã chuyện bắn nhau. Cho anh xíu. Anh là chơi, là người chơi hả?
Ờ, riêu em à, chứ không phải là người chơi hả, hả bổ? Anh chơi là chỉ có đi săn thôi chứ còn không có gì đi trốn đâu. Bốn thằng bắn nhau đúng không? Hai con gà đá nhau, một con... Làm gì vậy mày? Làm trò vậy mày? Hả? Cắn hả? Cắn hả mày? Học ai vậy? Học ai vậy mà thằng bốt? Học ai vậy? Học ai vậy mày? Mấy thằng học ai vậy mấy thằng em? Từ học ai vậy? Tụi mày học ai vậy? Học ai mày thấy tên mấy gấu mở ra coi lê chim rồi chi vậy? Ít thì một thằng, nhiều thì bốn thằng, ba vô đây mà đốt. Come on yeah. Đây hai cháu. Thì bác gấu lựa được con bút đi mà chứ. Sao em? Từ từ em mà anh chạy hả mày? Công đu chạy với tao hả? Chạy với tao hả? Công đu chạy hả? Công đu chạy hả mày? Chạy đi con! Chạy! Chạy! Chạy đi hồi sinh! Chạy nhanh! Chạy! Chạy với tao hả mày? Ma xuống hiểu quá! Chạy đi con! Chạy đi! Chạy đi em! Học bắt gấu chứ ai nữa. Chạy đi em! Tới đây thằng em! Ui! Ui! Tôi muốn thằng! Có bị mày! Come on yeah! À, con là chim! Con là chim! Nó thì cái thằng con lợn kia nó thì cái trò gì vậy mày? Ờ mấy thằng em làm cái trò gì vậy? Tụi mày làm cái trò gì vậy? Xin lỗi bác mèo SSI. Thằng có lừa đảo nha anh em nha. Mẹ nó còn lộn này đã chim. Con Batman nha. Em có con đôi ma đào cứ này chờ tình khi vắng em. Tắt Google đọc đi anh gấu. Tôi để Google đọc có gạo cho bà con nha. Chứ còn anh vào chế độ sinh tồn chiến đấu thật. Anh bình thường mà em trên thì sống không trên thì chết. Để vừa đập cho bà con có tí gạo đó. Ô cảm ơn bạn nào tặng 400k nha. Cảm ơn em nhiều. Anh bình thường mà em. Anh bình thường. Đối với anh là chuyện này bình thường. Có áp lực mới tạo lên kim cương nha em. Anh cứ đi solo squad rồi đi kiếm môn nhi vậy á em à. Chờ vô form anh cái là xong rồi. Anh có súng là xong rồi em à. Ôi bình thường vậy. Nhưng xưa 4 mới tập thói quen dần với xưa 4 chốt cái ra vô lại trong khác rồi, khỏi quan tâm cái chuyện này nó kia rồi. Tôi làm trận top 1 rồi vài chục kêu quá má nó không để bắn một trận cho ngon lành. Mấy trận đầu vô phơm sâu rồi xong. Ôi đồng đội lỏ gom nữa. Cho mày chết luôn cú. Đó là một cái nặng. Gì vậy? Double kill. Quá phơm quá đẹp trai. Ôi
Châu Bá bị MU Nho Bác top 1 20 kêu một lông chim nha Bác kỳ đít đỏ cây đủ mà nó nghe đến chân rồi tụi em đừng giỡn được không? Bác ơi, A còng thăng có con chim. Quadra kill. Anh không nghe tiếng chân tiếng gì hết. Mày giỡn quá giỡn. Không sao, thoải mái đi mấy thằng em. Cứu tôi. Cứu cái con khỉ. Cứu mày luôn. Cứu mày làm gì, gánh nặng lên làm gì. Đây, hai thằng luôn. Ba thằng, bốn thằng ghê luôn. Hợp lệ cái đầu. Thù đúng không? Xong rồi. Xong được rồi mày. Đồ không làm cho con được. Đồ không làm cho con được. Bài hát yêu nhau nhé bạn thân. Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Một ngày em đến, còn tìm anh như một khúc ca chợt bừng lên thiên má. Vừa tàn bóng tối hiu quạnh, nơi con tim này em ơi, thật lòng cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả. Để im cho bác bắn đi nào mấy thằng mặt ngờ. Nhưng đờ dép này bằng 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 nằm đâu bên đây thôi đó. Rampage. À đây 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 đây. Vòng vòng mấy cái nhà này nè, những đồ á, cái chân gần vãi luôn. Chỗ nào vậy ta? Cứu cái con khỉ, hỏi cho mày cứu luôn mày luôn. Cứu nó anh em ơi. Gì cũng là đồng đội của mình mà anh em. Chono nè. Ờ, bán mẹ nhanh bán sụp luôn. Ủa đâu cứu được đâu. Ủa cho mày này đâu cứu được các bạn. Ủa cho mày đâu cứu được đâu. Ủa cái máy bán hàng cái nào vậy. Ủa cái hàng nó đâu cứu. Ờ cứu có rồi, cứu được, nó cứu rồi. Nó cứu rồi anh em ơi. Cứu tôi. Cứu cái gì nó vậy trời. Có địch. Cái gì vậy trời, cứu rồi mà cứu gì nữa không nổi. Cứu hoài vậy. Thôi đi săn. Cứu hoài vậy trời, bên này cứu hoài vậy. Cứu rồi, cứu gì nữa. Rồi tụi ba mới đây hết tiền rồi mấy thằng em. Đi cá mày luôn. Má mấy nhà thôi. Đi cá luôn. Bốn thằng luôn. Bốn thằng bên này. Bên này có luôn. Trên nhà hai cháu. Đùa mà làm sao mà mò lên được mấy nhà ta. AK hả? AK mình cho AK thường đúng không? Một thằng ở đây thôi, ngon. Có những thằng ở đây lấy đồ được rồi.
đủ 2 kỳ nữa. Hay là cày gồm kỳ 2 thằng ông ơi, một trái 2 thằng ông nọ. Vừa form một thằng nào lấy đồ trước á. Đủ sâu phải xa thì có luôn ơ. Cảm ơn nha. Form thằng nào ta? Form thằng này á. Mắc rô được không anh em? Được. Mày chơi game được. Đủ cái hết mạng rồi. Tụi mày chơi game bao giờ tụi mày biết sử dụng skill đó đúng không? Tụi mày chỉ biết chơi game mà. Cây gom dám ra lượm đồ không? Đủ nằm nó hoài tỏi. Ra lụm chứ có gì nó không lụm. Một thằng, hai thằng, ba thằng. Lỡ chơi luôn gì đâu mà đường nào mà không có đồ sao tới một được. Lụ. Chết cứu tôi. Cứu tôi bạn ơi. Bạn yên tâm đi. Mình sẽ cứu bạn. Bạn cứ yên tâm. Chúng mình thiếu nha anh em nha. Và mất 3 chip thôi. Wow, gậy đi mấy thằng em. A nó đi. 4 tầng top 1 thì cần gì đâu mà anh em phải chứng kiến đúng không? Solo thì quát mà đi ghép ngẫu nhiên. 4 tầng top 1, một trận mấy mười mấy kêu, mấy kêu thế này nè, còn cái trình nữa anh em. Anh em bắn ai là diệu phú thì gãy lên gãy xuống. Cái này gọi là có trình chưa? Ôi giỡn em. Giờ có nên chém dao thằng này không? Nói đi. Thích không? Hả? À. Có nên chém dao nó không? Hả à, anh em, nói đi. À ha đồ.
Thank you.